Vâng, xin chào anh em đã có mặt tại kênh của Cương, mình là Cương Gỗ Hà Lam. Thì trước mặt anh em đây là showroom đồ gỗ nhà mình. Đó, thì đây là bên trong showroom nhà mình. Thì hôm nay Cương muốn giới thiệu, chia sẻ đến anh em thêm một lần nữa về gỗ hương đá. Anh em ạ, thì như Cương đã chia sẻ với anh em rồi, thì mỗi một cái cây hương đá xẻ ra thì nó đều có một loại vân khác nhau. Thì hôm nay Cương sẽ chia sẻ anh em một cái loại vân khác nữa của gỗ hương đá, một tấm mặt bàn gỗ hương đá. Thì Cương thì thực sự là trong gỗ hương đá thì sẽ có những cái tấm đẹp và tấm không đẹp anh em nhé, tấm vân đẹp và tấm vân cũng không đẹp, hay là đẹp hay như nào đó là do cái cảm nhận của mọi người thôi. Nhưng mà Cương biết một điều là Cương muốn chia sẻ thật là rõ ràng về gỗ hương đá để cho anh em biết được cái tính chất của nó, để anh em mua được hàng hay mua bất kỳ nơi nào anh em sẽ biết cách phân biệt đây là gỗ hương đá. Tính chất của nó ra làm sao thì anh em sẽ biết được qua những chia sẻ của Cương đây. Đó, như Cương muốn nói gói gọn lại một chút như này này. Gỗ hương đá thì nó cũng như là những cái loại gỗ khác thôi, nó cũng có những đặc tính y xì như là gỗ gõ đỏ, hay là gỗ lim xanh tali, hay gỗ cẩm ke vang, hay gỗ lim ô can, hay là bất kỳ cái gỗ gì đó, hay là gỗ hương ba đúc. Suy cho cùng anh em phải biết rõ từng loại tên gọi của nó mà tính chất của nó thì anh em sẽ mua được cho mình những cái sản phẩm rất là chất lượng anh em nhé. Giờ Cương sẽ chia sẻ anh em về cái tính chất đặc tính của gỗ hương đá. Thứ nhất là về vân gỗ, anh em nhìn thấy cái tom gỗ ghim gỗ nó rất là mịn, thậm chí còn mịn hơn cả gỗ cụ Lào. Cương sẽ chia sẻ anh em về gỗ cụ Lào so sánh với gỗ hương đá để anh em xem anh em nhé. Đấy, về cái tính chất của gỗ nó mịn, anh em nhìn cái ghim gỗ này nó rất là mịn. Thứ hai là gỗ nó có mùi thơm. Đó, gỗ có mùi thơm rất là dễ chịu. Chính vì cái tính chất mùi thơm và chất gỗ mịn như này nên là gỗ hương đá nó có độ bền và giá trị nó cao anh em nhé. Nó đắt sẽ tương đương với so như tấm này, nó sẽ đắt, cái giá thành của nó sẽ tương đương như gỗ cẩm lai, cẩm ke va anh em nhé. Cương phải nói luôn là cẩm ke va. Chính vì thế anh em phải biết được cái giá thành của nó. Như giá thành của gỗ cẩm ke va thì Cương muốn chia sẻ với anh em một điều này, sẽ dao động từ 250 cho đến 450 triệu. Đấy là như cái giá mà Cương đang gọi là bán ra. Còn tùy từng tấm vân hoa như thế nào, giá nó sẽ dao động khoảng như thế anh em nhé. Như mấy năm trước thì giá nó còn cao, bây giờ thì thực sự là nó cũng vẫn cứ cao anh em ạ. Nếu anh em phải biết rõ về gỗ thì anh em sẽ biết được cái giá trị của nó, chứ anh em cũng không lên chung chung quá. Anh em phải rõ ràng. Đó là những cái chia sẻ của Cương. Đây là cái không gian trong cái phòng showroom đồ gỗ ở nhà Cương. Đó. Đây Cương kê từng loại ghế một để xem là cái hợp form nào, thì anh em mà ưng cái form như nào thì anh em hãy comment cho Cương. Còn trong phòng showroom đồ gỗ nhà Cương đây, Cương sẽ trưng bày những cái loại gỗ mà Cương đã giới thiệu ở xưởng rồi, ở xưởng nhà Cương đó. Thì những loại gỗ chính như nào thì Cương cũng đã chia sẻ với anh em, là Cương sẽ đi sâu vào từng loại một để chia sẻ anh em về cái bề mặt của nó, tính chất của gỗ để anh em mua được hàng đó là chất lượng anh em nhé. Thì Cương cứ chia sẻ như vậy thôi, còn anh em nào chưa rõ về cái vấn đề là thì anh em hãy comment để Cương chia sẻ anh em thật kỹ hơn, rõ hơn. Đó là những mong muốn của Cương. Rất mong anh em là hãy ủng hộ vào kênh của Cương, hãy chia sẻ cho Cương những cái điều anh em còn chưa rõ để Cương chia sẻ anh em biết nhiều hơn. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Xin chào.